Trận chiến với đám Worm ngày càng căng thẳng hơn. Sức mạnh của những Rider System cũng dần không đủ trước thế lực của đám Worm. Một vũ khí đặc biệt được chế tạo ra để nâng cấp những Rider thay vì tạo ra những Rider mới. Hyper Zester có hình dạng tương tự như Kabuto với tông màu chủ đạo là màu bạc, đen xen với những màu đỏ và đôi mắt xanh. Tổ chức Z không mong muốn nó sẽ rơi vào tay của Tendo, nhưng một chiều không gian khác, một chiếc Zester đã đâm xuyên tất cả và đến với Tendo, giúp anh vẫn có thể chuyển hóa thành hình dạng Hyper Kabuto. Ở hình dạng Hyper Kabuto, anh ấy không còn trạng thái Market Form mà đơn giản chỉ là nâng cấp lên từ hình dạng Rider Form. Tấm kim loại màu bạc đã chuyển hóa dần thành màu đỏ, với phần cơ thể được phủ giáp nhưng không quá dày cộm như hình dạng Market Form mà được tinh chỉnh gọn gàng hơn, như cặp sừng của Kabuto to hơn, nhìn gai góc hơn. Biểu tượng cặp sừng này còn thể hiện rõ trên phần ngực của anh ấy. Hình dạng mới nâng cao sức mạnh cũng như tất cả chỉ số so với hình dạng cơ bản. Nó còn giúp anh trội hơn tất cả những Rider trong toàn bộ series. Khả năng đó mang tên Hyper Clock Cup. Để chuyển hóa thành hình dạng này, Kabuto sẽ nhấn vào Hyper Zester. Anh mở ra những bộ phận được ẩn giấu bên trong cơ thể. Những đôi cánh nhỏ của loài côn trùng với tông màu vàng kim được bật từ phần tai và chân của Kabuto. Phần ngực của anh cũng như phần hai vai sẽ mở ra, lộ lớp vỏ vàng kim. Phần cánh phía sau sẽ được bật ra với nguồn năng lượng tỏa ra, giống với một loài côn trùng bật cánh của mình khi chuẩn bị bay lượn, cũng chính là lúc anh kích hoạt Hyper Clock Up. Ở trạng thái Hyper Clock Up, trừ những tên Worm thật sự mạnh mẽ, hay đúng hơn là hắn ta ngưng động được thời gian, thì Kabuto mới thật sự bị làm khó. Còn lại tất cả những tên Worm khác gần như chả thế nào làm gì được trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm này của Kabuto. Nhưng tốc độ siêu phàm vẫn chưa phải là điều gì đó thật sự quan trọng đối với Hyper Kabuto. Trong trận chiến đầu tiên, anh còn quay ngược được cả thời gian, cứu Gatek trong đường tơ kẻ tóc. Cũng như trong movie, anh khả năng di chuyển xuyên không gian, ngược thời gian cực kỳ xa khi quay về 7 năm trước, tạo nên một dòng tuần hoàn bất tận về bản thân mình trong quá khứ. Ngoài ra, đôi cánh được mở ra phía sau Kabuto còn giúp anh tạo một lực đẩy để thực hiện đòn Final Attack mình sẽ đề cập ở phần sau. Bay lượn từ đôi cánh trong movie của Kabuto, phần cánh này còn giúp anh di chuyển mượt mà trong không gian. Đòn kết liễu khi không có vũ khí mang tên Hyper Kick, anh kích hoạt bằng cách bay lên bầu trời và thực hiện một đoạn Rider Kick với nguồn năng lượng đỏ xoay quanh đôi chân của anh. Đòn Rider Kick này không quá đặc biệt như đòn Rider Kick ở hình dạng cơ bản. Vũ khí tối thượng dành riêng cho Final Form, vũ khí của anh ấy cũng mang tên một Zester, Perfect Zester. Không có hình dạng côn trùng như Zester khác mà chỉ đầu thanh gươm với lưỡi kiếm vàng cũng không quá sắc bén. Những nút bấm thể hiện cho những loài côn trùng sẽ tích hợp lên nó. Thanh kiếm nhìn giống một bệ đỡ chứ không phải thanh kiếm đã hoàn thiện. Khả năng chính của Perfect Zester sẽ là thu hút những Zester khác, mà nói chính xác chính là NB, Ray cũng như Sarsword tụ hợp chúng lên với tất cả hoặc với từng đơn vị Zester khác nhau sẽ tạo những đòn tấn công đặc biệt. Ở hình dạng kiếm, khi sử dụng Hyper Black Kabuto Power, anh ấy sẽ giải phóng nguồn năng lượng với lưỡi kiếm tích điện chém một đường cực mạnh vào kẻ thù. Đòn tấn công Hyper Sting sử dụng The P Power gắn vào đầu của lưỡi kiếm, dán vào người kẻ thù với hình dạng những mũi tim của loài ong. Đòn thứ ba Hyper Slash sử dụng Sarsword Power kết hợp Sarsword ở phần thân kiếm, kích hoạt độc chém độc này vào người kẻ thù. Ở trạng thái thứ hai, trạng thái súng, đơn giản anh ấy chỉ là xoay tay cầm xuống góc nghiêng 90 độ tạo thành một khẩu súng. Ở trạng thái này, đòn tấn công thương hiệu là kết hợp với The Ray Power, giải phóng một nguồn năng lượng giống như một tia laser tấn công vào kẻ thù. Cả hai hình thái súng và kiếm đều có một trạng thái mang tên Combined Final Perfect Zester, kết hợp tất cả những Zester lại với nhau. Với The B là lưỡi kiếm, Ray và Sharkwork sẽ là phần thân trên và thân dưới của kiếm, với đòn tấn công tổng hợp từ thanh gươm mang tên Maximum Hyper Typhoon, bao phủ thanh kiếm bằng một lớp sừng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Phạm vi tấn công của thanh gươm được tăng cao giúp anh quét sạch kẻ thù. Ở hình dạng súng, đòn tấn công sẽ chuyển đổi tên gọi thành Maximum Hyper Cyclone, tụ hợp tất cả những Zester dồn hết sức vào Perfect Zester, tạo ra nguồn năng lượng cực mạnh giống như một cơn lốc khổng lồ, phá hủy tất cả cũng như tiêu diệt toàn bộ Worm phía trước mặt. Phạm vi cực kỳ rộng và sức mạnh kinh hoàng của nó. Anh chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công này khi kích hoạt trạng thái giống với trạng thái Hyper Clock Up, nhưng thực chất chỉ là bật ra để dùng lực đẩy từ đôi cánh để không bị đẩy lùi bởi lực bắn từ đòn tấn công Maximum Hyper Cyclone. Đòn tấn công đó cũng kết thúc phần về hình dạng Hyper Kabuto.